Hello students, welcome back to Tiếng Anh 6 I Learn Smart Word, Unit 4, Lesson 2. Chào mừng các em trở lại với chương trình Tiếng Anh 6 I Learn Smart Word với đơn vị bài học số 4 và bài số 2. After this lesson, I hope you can talk about the future events and use the present simple for future use. Sau bài học này thì cô hy vọng các em đã có thể nói được về những cái hoạt động trong tương lai, những cái sự kiện trong tương lai và chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn cho cái mục đích sử dụng tương lai các em nhé. Rồi, let's start with the first part, new words. Chúng ta cùng bắt đầu với phần đầu tiên, phần từ vựng các em nhé. A. Number the pictures, listen and repeat. Chúng ta sẽ cùng đánh số thứ tự cho những bức tranh này. Sau đó chúng ta sẽ cùng lắng nghe và lặp lại các em nhé. Chúng ta có number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now, let's listen. Chúng ta cùng nghe và đánh số các em nhé. Festivals and free time. Lesson 2. Track 46. New words. Listen and repeat. 1. Music performance. 2. Food stand. 3. Fashion show. 4. Puppet show. 5. Tug of war. 6. Talent show. Rồi, ok. Như vậy là các em vừa xong được những cái từ vựng mà chúng ta vừa đánh số thứ tự các em ha. Rồi, như vậy chúng ta có number 1, music performance là màn trình diễn âm nhạc các em ha. Number 2, chúng ta có food stand, đó là cái quầy đồ ăn uống các em ha. Rồi, number 3, chúng ta có fashion show, show diễn thời trang. Number 4, puppet show, màn trình diễn xiếc. Number 5, tug of war, trò kéo co. Number 6, talent show, những cái show diễn thi về tài năng các em ha. Rồi, and now we jump to the reading part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến bài đọc các em ha. We will read the passage, the message between Amy and Jim and answer the questions. Chúng ta sẽ cùng đọc cái tin nhắn văn bản giữa bạn Amy và bạn Jim. Sau đó chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi phía bên trái các em nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng đọc nào. Hi Jim, are you free on Saturday? Sure, Amy. Why? There's a festival in the park. Do you want to go? Yeah, what time does it start? It starts at 10 a.m. and ends at 10 p.m. Cool. What can we do? There's a tug-of war and a fashion show. Oh, and the food stands open at 10:30 a.m. Great. You know I'm always hungry. Can we go there by bus? Yes, there's a bus near my house. It leaves at 9:30 a.m. I can't wait. See you on Saturday. Chào bạn Jim, thứ bảy này bạn có rảnh không? Có. Sao vậy Amy? Có một cái lễ hội ở công viên nè, bạn có muốn đi không? Yeah, nó bắt đầu lúc mấy giờ vậy? Lễ hội sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng và kết thúc vào 10 giờ tối. Hay quá, chúng ta có thể làm gì ở đó? Ở đó có một trò chơi kéo co và có một cái show diễn trình diễn thời trang và có những cái quầy ăn uống mở cửa vào lúc 10 giờ rưỡi sáng. Hay quá, bạn biết đó, mình thì luôn luôn đói bụng nè. Tụi mình sẽ đi đến đó bằng xe buýt chứ? Yes, có một cái xe buýt gần nhà mình nè và nó sẽ khởi hành lúc 9 giờ rưỡi sáng ha. Mình hào hứng quá đi. Thứ bảy này hẹn gặp lại bạn nha. Rồi, so let's answer the questions và chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi này các em nhé. Number 1, where is the festival? Câu đầu tiên, lễ hội ở đâu vậy? It is in the park. Nó ở công viên. 2. What time does the festival start? Lễ hội bắt đầu lúc mấy giờ vậy? It starts at 10 a.m. Nó bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. What activities can we do there? Can they do there? Những cái hoạt động nào mà họ có thể làm ở đó? Có một cái trò chơi kéo co và có một cái show trình diễn thời trang. 4. What opens at 10:30 a.m.? Cái gì mở cửa vào lúc 10 giờ sáng vậy? The food stands open at 10:30 a.m. Những cái quầy ăn uống thì mở cửa vào lúc 10 giờ rưỡi sáng. What time does the bus leave? Mấy giờ thì xe buýt sẽ rời khỏi bến ha? The bus leaves at 9:30 a.m. Xe buýt sẽ xuất phát vào lúc 9 giờ rưỡi sáng. And now let's go on with the grammar part.
Let's listen and repeat to a conversation between a boy and a girl. Chúng ta sẽ cùng tiếp theo đến phần ngữ pháp các em ha. Và phần này thì các em sẽ cùng bắt đầu với phần lắng nghe cái bài đối thoại giữa bạn trai và bạn gái này các em nha. Rồi chúng ta cùng nghe nào. Unit 4. Festivals and free time. Lesson 2. Track 47. Grammar. Listen and repeat. What time does a talent show start? It starts at 4 p.m. Okay, what time does it end? It ends at 6 p.m. Rồi vậy là các em vừa nghe bài đối thoại giữa hai bạn ha. Bạn gái hỏi rằng cái show diễn về tài năng thì bắt đầu lúc mấy giờ vậy? Nó bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều. Vậy thì mấy giờ nó kết thúc vậy? Và nó kết thúc vào 6 giờ tối các em ha. So, present simple for future use. We use the present simple to talk about things we know will definitely happen in the future, such as timetables or programs for shops, movie theaters, restaurant or public transport, etc. Vậy các em thấy là bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng thì tương hiện tại đơn để nói về những cái mục đích sử dụng trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về những cái việc mà chúng ta biết chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ như những cái thời khóa biểu nè, hay là những cái chương trình, hoặc là cho những cái shop nè, cho những cái rạp chiếu phim nè, những cái nhà hàng và cái lịch trình của những cái phương tiện công cộng các em ha. Rồi chúng ta có những cái ví dụ nè. The festival starts at 6 p.m. Cái lễ hội sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ tối. The festival ends at 10 p.m. Và lễ hội sẽ kết thúc vào lúc 10 giờ tối. The food stands open at 5:30 p.m. Những cái quầy bán đồ ăn thì sẽ mở cửa vào lúc 5 giờ rưỡi chiều. And they close at 10:30 p.m. Và chúng sẽ đóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối. The bus leaves in 10 minutes. Cái xe buýt này sẽ rời khỏi trong khoảng 10 phút nữa. What time does the music performance start? Mấy giờ thì cái màn trình diễn về âm nhạc sẽ bắt đầu? Does the festival start in the morning? Yes, it does. No, it doesn't. Lễ hội này sẽ bắt đầu vào buổi sáng chứ? Vâng, nó bắt đầu buổi sáng. Là không, nó không bắt đầu vào buổi sáng. Các em ha. And now let's come to the practice. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần luyện tập nào. Rồi, fill in the blanks using the present simple. Rồi cô trò mình sẽ cùng thử sức với cái bài tập sử dụng thì hiện tại đơn cho mục đích sử dụng tương lai nào. Rồi, number one, what time does the music performance start? Mấy giờ thì cái màn biểu diễn âm nhạc sẽ bắt đầu? Two, does the cafe open in the morning? Cái quán cà phê này có mở cửa vào buổi sáng không? 3. The train leaves at 4:45 p.m. Xe lửa sẽ rời khỏi vào lúc 4:45 chiều. What time does the restaurant close? Mấy giờ thì cái nhà hàng sẽ đóng cửa? The puppet show ends in 10 minutes. Và cái màn trình diễn xiếc này sẽ kết thúc vào trong vòng 10 phút nữa. And what time does the bus leave? Và mấy giờ thì cái xe buýt này sẽ rời khỏi trạm? Các em ha. Rồi, and the last part today. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tới phần luyện tập cuối cùng của ngày hôm nay và phần trả lời câu hỏi nào. Rồi, trước khi chúng ta làm bài này thì chúng ta cùng nhìn vào một cái ghi chú nho nhỏ phía bên phải. Các em nhìn thấy nè. We say ends and events and activities start and end. Chúng ta sẽ nói là những cái sự kiện và những cái hoạt động sẽ bắt đầu và kết thúc các em ha. Ví dụ, the talent show starts at 3 p.m. and ends at 4:30 p.m. Rồi, we say shops, stands and restaurants open and close. Chúng ta sẽ nói là những cái shop nè, những cái quầy hàng và những cái nhà hàng thì sẽ mở cửa và đóng cửa các em nha. Ví dụ, the food stands opens at 11 a.m. and closes at 3 p.m. Nào, chúng ta cùng thử sức với bài tập này nhé. Rồi, this is a conversation between Jared and Lila. Chúng ta sẽ cùng nghe, chúng ta cũng sẽ cùng làm cái bài đối thoại giữa bạn Jared và bạn Lila này các em ha. Rồi, chúng ta sẽ có nè. What time does the festival start? It starts at 11 a.m. What time does it end? It ends at 10
p.m. And what time do the food stands open? They open at 12:30 p.m. Great! What time does the bus leave? It leaves in 10 minutes. Rồi, mấy giờ thì cái lễ hội sẽ bắt đầu? Nó bắt đầu vào 11 giờ sáng. Vậy nó kết thúc vào mấy giờ? Nó kết thúc vào lúc 10 giờ tối. Vậy còn những cái quầy đồ ăn uống sẽ mở cửa vào lúc mấy giờ? Chúng mở cửa vào lúc 12 giờ rưỡi trưa. Và hay quá, vậy thì xe buýt sẽ rời khỏi lúc mấy giờ? Nó sẽ rời khỏi trạm trong vòng 10 phút nữa. Kem ha. So it's the end of the lesson today. Thank you and see you in the next videos. Rồi, vậy là chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ gặp lại các em vào những cái video tiếp theo với những bài học thú vị hơn nhé. Chào tạm biệt các em.